Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm thạch dừa nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị đó là một là ly nước dừa khổng lồ. Cái này là một trái dừa non. Người ta lấy luôn cái phần cùi dừa non mình cho vào trong cái nước dừa này luôn. Lát nữa mình đổ thạch ăn sẽ rất là ngon. Các bạn hãy làm thử cái cách mà mình sẽ bỏ cái thạch dừa non, cái dừa cơm dừa mà nó đang còn non á, mình cho vào thạch ăn rất là ngon luôn. Ở đây là sữa tươi, các bạn có thể sử dụng sữa tươi hoặc là nước cốt dừa nhé. 100g đường và rau câu con cá dẻo. Ở đây thì với cái nước dừa thì mình sử dụng ít đường hơn, nên là mình chỉ sử dụng khoảng 100g cho cả hai loại thạch, đó là thạch nước dừa và thạch sữa. Các bạn có thể gia giảm tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình nhé. Và bây giờ thì với món thạch dừa mình sẽ cho vào ly thì mình gọi là thạch dừa ly. Rất là đơn giản, mình sẽ tiến hành làm. Đầu tiên thì mình sẽ trộn cái bột rau câu này với cái đường. Với khoảng nửa lít 700ml nước dừa, và thì lát nữa mình sẽ nấu 700ml cái phần của nước dừa và khoảng 300ml cái bột, cái sữa tươi. Thì mình sẽ sử dụng khoảng từ khoảng cái này là 10g thì mình sẽ sử dụng khoảng 7g. Mình sẽ cho cái phần nước dừa vào đây. Dừa này dừa non nên cái cơm của nó cũng rất là mỏng. Và mình sẽ cho 1/2 cái lượng, hơn 1/2 một chút xíu cái lượng đường và bột rau câu. Mình trộn đều cái bột rau câu và đường rồi nên mình sẽ múc bằng muỗng như thế này nhé. Mình không đổ, mình đổ thì cái bột rau câu và đường nó sẽ không đều. Rồi. Mình hòa thật là đều cái đường và bột rau câu của mình ra. Mình bật bếp mình nấu nhé. Các bạn hòa tan hẳn thì mình hãy nấu nhé. Trong những ngày hè nắng nóng hay là cái thạch dừa này thì rất là dễ ăn. Các bạn có thể mình nấu thạch dừa này, mình để trong ngăn mát tủ lạnh á. Đi làm về hoặc là các bé mà đi học về á, có một cái miếng cái ly thạch dừa rất là mát lạnh thì cả nhà ai cũng thích. Mình sẽ đun sôi từ 3 đến 5 phút là được nhé. Mình cho rau câu của mình sôi lên được tầm khoảng 3 phút thì mình sẽ tắt bếp nhé. Và mình sẽ hớt bớt cái bọt này đi. Còn không thì lát nữa mình sẽ rây qua rây. Mà mình cái này không rây được, tại vì nếu mình rây thì mình sẽ lượm mất cái phần cái cơm dừa đi nhé. Mình sẽ bây giờ đó 3 phút rồi, mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ hớt bớt cái bọt này đi thôi. Và mình sẽ cho cái phần rau câu của mình ra ly. Các bạn có thể cho vào những cái ly này hoặc là ly nhựa tùy thích nhé. Nhà mình có sẵn ly thủy tinh nên mình sẽ cho vào ly thủy tinh luôn. Người ta bán người ta cho vào cái ly nhựa. Đây mình cho khoảng 2/3 ly
Còn cái phần còn lại thì mình sẽ cho vào cái khuôn này. Lát nữa thì mình sẽ cho cái phần rau câu sữa lên trên nữa là vừa nhé. Theo đó là phần sữa, mình sẽ cho nốt cái phần đường và rau câu còn lại vào. Và với 300ml nước và mình khuấy cho nó tan đi. Và mình cũng bắt đầu mình nấu rau câu nhé. Khi nào cái rau câu của mình nó sôi lên được tầm 3 phút thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi vào. Và khi sôi được khoảng 3 phút thì mình sẽ cho cái sữa tươi của mình vào. Mình để cho cái rau câu của mình sôi lại thì mình sẽ tắt bếp nhé. Mình cho rau câu của mình sôi lại thì mình sẽ tắt bếp và mình mang đi ra mình đổ vào khuôn nhé. Các bạn canh khoảng 10 phút thì cái rau câu này của mình nó sẽ đông cái mặt ở trên lại. Thì mình sẽ cho cái rau câu này lên và mình canh cái thời gian để mình nấu cái rau câu sau á. Sau khi mình đổ xong cái lớp rau câu này nữa thì mình để cho ở ngoài cho nó nguội rồi mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 1 tiếng là mình có thể sử dụng cái rau câu của mình rồi. Đây các bạn, đây là thạch dừa mà mình đã vừa lấy trong tủ lạnh ra. Cái phần khay thì mình đã cắt ra một đĩa như thế này, nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Nhìn hai cái phần thạch nước dừa và thạch sữa của mình làm như thế này thì nhìn nó không bao giờ, nó không rất là chắc, nó không bị bong cái tách lớp ra đâu. Nhìn cái phần có những cái cùi dừa non nó lợn cợn trong này ăn rất là ngon luôn đó. Với những cái ngày mà nắng nóng hoặc là mình làm về mình có những cái ly chè như ly xin lỗi các bạn, ly thạch mà mát lạnh như thế này để trong tủ lạnh mình lấy ra mình sử dụng thì rất là tuyệt vời. Mà với cái chè, cái thạch dừa này, mình xin lỗi là vì mình quen miệng mình cứ nói chè, cái thạch dừa này thì rất là sẽ dễ ăn, ai cũng thích ấy. Cái vị nó rất là mát mà lại không bị ngán, mình ăn này thì nó không bị ngán. Các bạn có thể làm ở nhà một cách rất là đơn giản để cho cả nhà cùng thưởng thức mà không cần phải đi mua nhé. Video thực hiện cái món thạch dừa ly này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mình mời các bạn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.